Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ít tiếng trước mình có một cái video hướng dẫn các bạn sẽ tách token XTT để mở khóa 25% AirDrop nè bạn. Thì bạn nào có mở khóa thì sẽ tách thì các bạn vào claim ha các bạn. Thì để claim được thì các bạn cũng làm thao tác cũng tương tự thôi bạn. Các bạn mở địa chỉ dưới mắt mình ra nè. Các bạn dán cái phần link dưới mô tả dưới video mình các bạn là link claim xtater.io các bạn. Rồi sau đó các bạn connect nha bạn. Connect xong thì các bạn việc bấm vào AirDrop nè các bạn. Thì các bạn kiểm tra coi bạn tất cả các bạn có đủ điều kiện chưa các bạn. Thì có dấu tích màu xanh này thì các bạn đã setup thành công nè các bạn. Trong vòng 3 giờ phân bay. Rồi thì các bạn vào một balance của mình thì có 25 nè. Còn trên đây thì nó có 25 nữa nè. Là mình unlock rồi các bạn. Thì các bạn bấm vào claim nha các bạn. Thì để claim được thì các bạn cần phải có ít nhất là 2 UST để làm phí ga nha các bạn. Các bạn bấm vào confirm nè. Rồi các bạn bấm vào xác nhận nè. Rồi các bạn nhập địa chỉ của mình, mật khẩu địa chỉ của mình nha các bạn. Rồi sau khi nó chờ nó xác nhận blockchain chút xíu các bạn. Ok ok. Vậy còn gì nữa không ta? À vì mình đã claim được rồi. Quá đã quá đã. Ồ là balance mình được 50 token nè các bạn. Quá ngon luôn nè. Để mình vào một bài cái coi. Phan phan chay XTT nè. Các bạn vào đây các bạn kiểm tra nè. Sell. Ok, balance mình được 50 token XTT nè các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. À sorry các bạn, còn hai phần nữa. Còn mình còn ăn hai phần nữa các bạn thì cái phần này thì dự án này nó sắp sửa ra mắt là cho các bạn sự tách nè các bạn và 75%. Còn 25% này sau khi hoàn thành là IDO luôn các bạn thì mình hướng dẫn cho các bạn mua IDO sau nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.